Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Hợi, tháng Mậu Tý năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim Quỷ, giờ Kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày tân hợi tức can sinh chi nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thoa xuyến kim kỷ tuổi ất tỵ kỷ tỵ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi ất tỵ, kỷ tỵ, ất hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt gồm sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao thiên ân, tốt về mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tội chỉ, xấu về tế tự, tố tùng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi tý chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ có tam hội cục phù trợ, cho nên bạn tuổi Tý có thể gặp được quý nhân và quý nhân có thể là người ở ngay cạnh bạn giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn, đồng thời đưa ra những định hướng phát triển cho tương lai của mình và bạn mệnh tuổi Tý cũng hoàn thành xuất sắc công việc được cấp trên giao cho nhờ thế mà bạn nhận được sự khâm phục của rất nhiều người và với bạn tuổi Tý bạn hãy tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ sớm mà thôi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy dù là bạn tuổi Tý thông minh và nhanh nhẹn tuy nhiên bạn cần phải cẩn thận hơn nữa trong việc xử lý các tiểu tít nếu như bạn muốn đạt được thành thích xuất sắc hơn đồng thời với bà tuổi tí chớ nên hoanh hoang mà hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn để học hỏi mọi người vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có được cơ hội gặp gỡ được quý nhân tử vi tuổi bính tý thuộc thủy khắc phục khó khăn có hướng đi cho tương lai của mình tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa hoàn thành xuất sắc công việc được cấp trên giao tử vi tuổi canh tý thuộc thổ khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc cần chú ý tiểu tiết khi giải quyết công việc về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cho nên đối với bạn tuổi Sửu làm trong các ngành nghề tự do sẽ nhận được tài lộc dồi dào. Và nếu như bạn đã cố gắng không ngừng trong suốt thời gian vừa qua, bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với mình. Và bạn có biết bạn là người rất hào phóng, tương lai chắc chắn sẽ giàu hơn người và với bà tuổi sửu bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người không nên tự tạo ra rào cản cho mình trong quá trình hòa nhập quên biết với nhiều người bạn sẽ nhận ra xung quanh mình có nhiều người thật lòng sẵn sàng giúp đỡ mình lúc khó khăn tuy nhiên trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi sửu bạn lại đang gặp ngày cốt thổ khắc thủy dường như bạn mệnh tuổi sửu đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình mà lơ là việc quan tâm tới gia đình. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì bạn tuổi xỉu hãy bắt tay vào làm những việc đơn giản để hâm, nóc, hâm nóng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, ví dụ như là cùng chung nấu một bữa ăn chẳng hạn và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim người làm nghề tự do nhận được phúc lộc dồi dào tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nhận được phần thưởng xứng đáng nếu không ngừng cố gắng tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa nên mở rộng mối quan hệ với mọi người tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ phá bỏ rào cản tự xây dựng lên cho mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hâm nóng tình cảm quan tâm hơn tới gia đình và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, cái điều này gây ra ảnh hưởng lớn đối với bạn tuổi dần trên phương diện tình cảm và ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt, bạn cần phải chú ý và hóa giải những hiểu lầm nếu như tình cảm giữa hai người đang có sự mâu thuẫn. Và trong ngày này, đối với những bạn chưa lập gia đình thì cũng gặp nhiều chuyện không được như ý muốn, cho dù xung quanh bạn có nhiều đối tượng muốn tiến tới với bạn nhưng lại khó có thể tìm được một người thực sự phù hợp với mình. Có lẽ bạn mạnh tuổi dần nên cần phải bình tĩnh chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn mạnh tuổi dần nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, cần cù đã giúp cho bạn tuổi dần nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp cho bạn thăng tiến trong tương lai. Và với bạn tuổi dần, bạn càng mập mạp thì có phúc kiếm tiền làm cho người khác phải ganh tị với bạn nữa. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, tình cảm vợ chồng rạn nứt, cần phải tìm cách hòa giải. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, không tìm được người như ý muốn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, nhận được sự tin tưởng của mọi người từ vi tuổi nhâm dần của kim cơ hội thăng quan tiến chức trong tầm tay và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 2 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 riêng từ vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên với bạn mệnh tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì tuy nhiên với bạn tuổi mão bạn lại không nên lý tưởng hóa mọi việc bởi nếu như gặp trục trặc trở ngại thì sự việc không như ý muốn làm cho bạn dễ cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi. Bạn mệnh tuổi mạo trong ngày này, với bản tính hiền hòa, vui vẻ, các mối quan hệ xã giao của bạn mệnh vẫn đang phát triển khá chi là thuận lợi. Khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên quá lo lắng bởi xung quanh bạn chắc chắn sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cho bạn bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi mão bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này tôi thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp gia đình của bạn tuổi mão có được bầu không khí rất hài hòa và ấm áp bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau cho dù việc lớn hay là việc nhỏ chẳng giấu dím bất kỳ điều gì cho nên đôi bên càng lúc càng trở nên tháo hiểu, gia đình hạnh phúc. vài từ vi tuổi ất mão, thuộc thủy, hăng hái bắt tay vào công việc được sao? Từ vi tuổi đinh mão, thuộc hỏa, cả thèm chóng chán, nên rèn luyện tính kiên trì. Từ vi tuổi kỵ mão, thuộc thổ, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Từ vi tuổi tân mão, thuộc mộc, nhiều người giúp đỡ nếu như bạn gặp khó khăn. Từ vi tuổi quý mão, thuộc kim, vợ chồng hòa hợp, và thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cho nên, với bà tuổi thìn đang có điểm báo gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn trong công việc của mình ngày hôm nay và khi đối diện với khó khăn thử thách thì với bạn tuổi thìn bạn phải cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tích cực chớ có vội vàng nghĩ tới chuyện bủa mặt tất cả trong ngày hôm nay với bạn tuổi thìn bạn mệnh không nên hiếu thắng hoặc là quá mức cố chấp trong một số vấn đề nào đó khi tiếp nhận hoặc là giải quyết việc gì bạn mệnh tuổi thìn cần phải lắng nghe đa chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin Ngày này đối với bà tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi thìn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mọi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình, bởi chưa chắc mọi quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ công việc vướng nhiều chuyện rắc rối, phức tạp. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, không nên bộ cuộc một cách nhanh chóng. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, lắng nghe nhiều chiều, không nên phiến diện. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, không nên hiếu thắng, hoặc là quá mức cố chấp. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, lắng nghe nửa kia, bình tĩnh trò chuyện, về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân tử vi tuổi Tỵ chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần than Tỵ Hợi cho nên, bạn tuổi tỵ bạn đang có điểm báo, nỗi năng không suy nghĩ, không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Và bạn vốn là người biết cách an nối, thế nhưng trong ngày hôm nay, bạn lại dễ gây mất lòng những người xung quanh. Bạn mày tuổi tỵ cũng sẽ phải trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc vào mình. Bạn cũng không nên nóng vội, muốn đạt được kết quả mong ước ngay lập tức bởi thành công không thể đến nhanh một sớm một chiều. Bạn cần phải bình tĩnh, bước từng bước một. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tử tỵ bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi tỵ và con cái của mình gặp nhiều rắc rối. Con cái có thể có những khuyết điểm khiến cho bạn không hài lòng. Tuy nhiên, với bà tuổi tỵ không thể chỉ nhìn vào những khuyết điểm ấy để nhắc đi nhắc lại. Điều này sẽ khiến cho con cái của bạn dần trở nên tự ti. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa nói năng không suy nghĩ, không quan tâm đến hoàn cảnh giao tiếp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ nói năng nặng lời, đắc tội với người khác. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc làm việc vất vả, ôm đồm nhiều việc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên nóng vội, Vụn muốn vươn tới thành công. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chú ý trò chuyện, khích lệ con cái nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vi tuổi ngọ, Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với ba tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là với ba tuổi ngọ đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy bạn tuổi ngọ rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia của mình. Dù là vợ chồng cũng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến. Tuy nhiên, với bạn tuổi ngọ, bạn không nên quá mức nóng nảy nói ra những lời thiếu suy nghĩ gây tổn thương cho nửa kia của mình. Một khi chiến tranh lạnh xảy ra thì dù ai là người đúng, ai là người sai, bạn mệnh tuổi ngọ cũng không nên nghĩ tới việc giành phần thắng về mình bạn hãy chủ động làm hòa với người ấy bởi mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến tôi bầu không khí gia đình thêm phần căng thẳng hơn mà thôi Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bà tuổi ngọ, bạn vốn là người tính chắn và có chí tín thủ. Tuy nhiên, để thăng tín thì ngoài tài năng, bạn cũng cần phải xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp và bạn hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình hơn nữa. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, không nên cố gắng giành phần thắng về mình. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, chủ động làm dịu đi những mâu thuẫn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, mở rộng quan hệ với đồng nghiệp và lãnh đạo. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, có ý chí tín thủ, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mùi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi Mùi đang có được một ngày sự nghiệp phát triển rất chi là thuận lợi. Và ngày này, đối với những ai làm ở công ty, văn phòng, có thể duy trì được mối quan hệ hợp tác hài hòa với đồng nghiệp nhờ đó mà công việc của bạn luôn được tín triển, hanh thông vô cùng là trôi chảy. Những người đầu tư kinh doanh trong ngày này cũng có thể tìm được những mối hợp tác có lợi và bạn hãy tranh thủ nắm bắt những cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình, chớ cố trần chừ, do dự để cho người khác giành mất. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, hôm nay là một ngày không thích hợp để cho bạn thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước. Vì vậy, bạn không nên vội vã khiến cho bản thân mình vướng phải nhiều rắc rối và bạn cần phải chờ đợi một thời khoản thời điểm khác thích hợp hơn để thực hiện. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, quan hệ xã dạ giao hài hòa, hợp tác tốt với đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, công việc được thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tìm được những mối đầu tư hứa hẹn, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ không nên chần chừ để người khác giành trước cơ hội, từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện kế hoạch. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn tuổi thân đang có điểm báo phải trải qua một ngày không được in bình với mình Bạn mệnh tuổi thân dễ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc là vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn và bạn có thể bị những người không hiểu rõ về mình hiểu lầm và với bạn tuổi thân, dù có rơi vào tình huống như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng đừng có nóng nảy, vội vàng tìm cách phản kháng ngay. Bạn hãy dùng hành động thực tế của mình để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai. Nếu như bạn làm được điều đó, những kẻ có lỗi với bạn sẽ phải nhận sai. Và may mắn cho cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có Kim sinh cho Thủy Vượng, bản mệnh tuổi Thân nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Nếu như công việc của bạn có gặp bế tắc, bạn đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy. Hai người cùng trao đổi sẽ có được cái nhìn toàn diện và tìm ra hướng giải quyết chính xác và nhanh chóng hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tiểu nhân gây họa, vướng chuyện thị phi, tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa bị nhiều người hiểu nhầm tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên nóng nảy và tìm cách phản kháng tử vi tuổi canh thân thuộc mộc chứng minh bằng những hành động thực tế tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tâm sự với nửa kia để cùng tìm cách giải quyết về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, cái điều này cho thấy bà tuổi Dậu đang có được những dấu hiệu mối nhân duyên của bạn khá chi là tốt đẹp, đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình. Bạn tuổi Dậu, bạn là con giáp có sức quyến rũ trời sinh, nếu có ai để ý, bạn hãy cởi mở và cho đôi bên cơ hội để được tiếp xúc và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Trong ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi, thì bạn luôn tin tưởng vào nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời bóng gió, bạn cũng không bao giờ nghi ngờ mù quáng. Bạn tin rằng vợ chồng nên đối xử chân thành với nhau, tối kỵ việc ganh tuông vô lý. Còn về phương diện tài lộc của bà tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ. Cái điều này cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do, nghề phụ sẽ có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Nhờ vào vận may của mình, bạn cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Tuy nhiên, bạn không nên phụ thuộc vào điều này quá nhiều. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, mở rộng lòng mình cho đôi bên cơ hội từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tin tưởng nửa kia không tin lời bóng gió từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc người làm nghề tự do có được cơ hội phát tài từ vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên dựa dẫm vào vận may vài đánh giá của bà tử dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 3, số 7, giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuốt, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tuốt cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tuất đang gặp nhiều điều không thuận lợi trong sự nghiệp của mình. Khó khăn bày ra trước mắt, cái điều quan trọng là bạn tuổi Tuất cần phải giữ được trạng thái tâm lý tích cực, không nên rối lên rồi mọi việc sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Và ngày này, đối với những bạn làm ở văn phòng, cơ quan, công ty thì cần phải thay đổi thái độ làm việc tản mạn, chỉ thích làm theo ý của mình mà không quan tâm tới mục tiêu chung của tập thể. Nếu như đã làm trong một môi trường tập thể thì bạn không nên tự tách mình ra mà hãy tìm cách hòa nhập và phối hợp với mọi người để sao cho công vụ việc đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khác với Thủy. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tuất cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra cái mối quan hệ của mình và các con đã không còn gần gũi như trước nữa và với bạn đừng có viện cớ cho công việc bận rộn để bộ lỡ quãng thời gian dành cho con cái của mình vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa gặp nhiều khó khăn trong công việc tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ suy nghĩ tích cực hơn khi đối diện với vấn đề tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc hòa nhập với tập thể không nên tự cô lập bản thân mình tử vi tuổi canh tuất thuộc kim quan tâm hơn tới con cái của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy không nên làm việc theo ý mình về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình cái điều này cho thấy bà tuổi hợi dễ dự ở trong lòng những tư tưởng bi quan và tiêu cực và khi đối diện với rắc rối bà tuổi hợi không nên vội than than trách phận mà thay vào đó hãy suy nghĩ tích cực và tìm cách giải quyết khắc phục và với bạn tuổi hỏi bạn vốn là người thông minh nhanh nhẹn tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội cái điều này gây ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định của bạn nếu như bạn còn chưa chắc chắn với những suy nghĩ của mình thì bạn hãy chủ động trao đổi với những người xung quanh để cho ý kiến của bạn có được sự chính xác nhanh nhất Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn có kế hoạch xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên đi về những hướng tốt như là Hỷ thần, hướng Tây Nam và Tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hướng đem lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ thông minh nhanh nhẹn nhưng đôi khi lại quá nóng vội. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cần cẩn thận khi đưa ra những quyết định trọng đại. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim trao đổi với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy không nên than vãn khi đối diện với vấn đề. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào em lại.